Rồi bây giờ mình sẽ quay lại thăm cái bác mà hôm bữa mình cho cái dao á nhà mình. Cái bác mà nhà nhím chở cái bồn cọ ngoài cửa về đó. Ôi anh si plan corner. Si trai. But you know the way how si plan is the same Việt Nam people. Yeah, open ground. À, cái cách cái bác này trồng bắp giống như kiểu Việt Nam mình, không có lên luống lên gì hết, cứ đào lỗ dứt xuống thôi. Dit con nick mà new. Dit land hấp mà new say he black. Black. Mm, but oh, you need sand. Mm. Need sand. Mm. This bowl like this now she's about to put sun already. Đây là cái nhà của bác ấy. À, cái nhà này cũng không phải nhà của bác nữa mà gọi là cái anh này hồi trước làm cán bộ của xã, cái anh ở phía trước nhà bác nè, ở phía trước cái hàng rào này có cái nhà đó, cái mái nhà đây, thì cái anh đó là giống như kiểu là xây ở phía sau để cho thuê, giống mấy người phương Bắc người ta thuê, thì cái bác này tới bác này thuê, nhưng mà cái bác này không phải là người phương Bắc, bác này kiểu như lấy chồng ở đâu đó xong rồi bắt đầu chồng mất rồi bắt đầu về quê. À, về quê chồng. Bà coi. Bà ngồi bà ngủ. Má gì à. Good afternoon, mommy. Italo o gritano? She starts saying she's now doing okay again. Okay. Okay, no wonder. Okay. Có một cái anh ngồi kế bên bác mà không có mặc áo này là nhím có quay. Cái bác này là chuyên làm ugidi. Ugidi là cái mắm thầu dầu hôm bữa mẹ chồng nhím làm mà bỏ lọ nồi vô nhà mình. Là bác chuyên làm cái đó để bán và làm dầu cọ từ cọ. Him. Nào mình tới được chưa? I say, do so you don't come her house today. Why you know fine nylon to put them, man? No problem. Can you find that? Giờ ổng chơi ổng cầm tay vậy luôn. Bà bắt đầu bà he vậy đó. Oh, I think I will look at no one. Definitely nine now. Emma, we were not patch to go do was gather and then do Kajinaka. Amen. Yes, ma. Amen. Yes, ma. Amen. 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 I'm on a meet to move up another place. Mommy, bye bye. Where's the boy? Is he my member? Where woman clothes? It's my boy, okay. Boy now. Meeting the girl before. My meeting people. Why wear girl clothes? My meeting people. We used to wear girl clothes. Okay. I know you are hungry, my girl, too much. I know you are hungry, my girl, too much. Okay, I'm hungry, okay. Huh? Can I have my swag? Okay. I got hair wall. Are you sure before you close, I'm never coming. I hear wall. Ôi em phải đi theo em nhắc chừng ngỗng vậy nha mình, nhắc chừng chập vậy đó. Thôi ôi trời. In your position. Okay. Good afternoon. Yes, sir. Happy Sunday. How are you, mommy? What up, daddy? Okay. He fight? He's small. Mm-hmm. Okay. Let we go and check on him now. Oh, sir. Yeah. Giờ mấy ông này sung lắm. Giờ mấy ông này lấy cây đang hái xài. Ôi trời. Yeah, there is, yeah. Let me up. Oh! Ôi! Nice to you. Yeah, right. Oh, yeah. Ôi, lần nào tới nhà Figo.
Má Nhật Thu bữa nay Má Nhật Thu bữa nay Nhiếm có gửi xài rồi nha má Nhật Thu. À, có một trái chín rồi. Trái xong. Ông ta là xua nữa. You can call him for phone. Since young we that last time you were in Kenna. Careful, yeah. Rồi ông chuẩn bị sẵn bịch luôn cho Nhiếm nữa mới ghê. Ông biết rồi dễ thương. This one na your workshop. This one na your shop. But you they say where they carry all the old type of nylon for pocket. I see this one where they from where they rotate. Okay, carry it for pocket. Now so if I dey pick cement to pack for bush, my wife go dey laugh me. Đại ca thì lụm bao xi măng, còn đệ tử thì lụm bịch mũ. Mấy ông này em, bởi em nói cái mấy ông này cũng trời thần vậy đó chứ không phải bình thường đó. Tại vì mình nghe nói là bớt mình tới thì mình thấy ổng đi tới đi lui thì mình cũng an tâm. Nhưng mà mình phải nhìn tận mắt một lần mới được chứ. Đâu thể mà nói không được. Để mình coi cái tiến triển tới đâu rồi. Em cũng đang hồi hộp á. Em cũng sợ cái vụ này lắm. Thà là người nhà thì em còn dám nhìn. Như ông cạp về tay chân rồi em còn dám nhìn. À chị Nguyên. Em nhìn vô cái màn hình cho nó đỡ. Nhìn thấy em hơi sợ sợ rồi đó. Cái này Nhiếm làm mà được quên, tự nhiên lấy ngón tay đi. Oh, this one get red meat already nè. And this one have red meat come out already. Hôm bữa là bác ấy bị ăn tới xương luôn. Hôm bữa là Nhiếm thấy nó bị ăn tới xương, nó có cái nhẹ nè, sao mà nắng với cái này Nhiếm phải che lại nhà mình, sợ YouTube đánh gậy đó. Hôm bữa là mình thấy cái ven luôn á, nhà mình những cái mạch máu này kia. Bữa nay thì nhìn chỉ thấy đỏ thôi chứ không còn thấy cái mạch máu nữa. Nhiếm nghĩ là cái này ok, cái này tiến triển tốt. Ồ, cái này mà còn sức ba cái thuốc đông y đen đen hôm bữa là chắc banh chành á. Cái này thịt đỏ ra rồi và đó nó che hết những cái hôm bữa nó lòi xương, nó lòi cái mạch máu ra luôn. Bây giờ thì mình băng bó lại rồi đó nha mình. Cái này thì chỉ dùng những cái lưới như là lưới mùng gì đó, xong rồi đắp lên thôi. À, mình đắp mấy cái như là lưới mùng lên trước, xong rồi mình mới để bông gòn ở ngoài cho nó thấm những cái mà dịch nó chảy ra đó. Cái này Nhiếm nghĩ á, nếu mà là ông cạp hen là Nhiếm không có trùm cỡ gì đâu, Nhiếm sẽ chỉ lấy giấy mùng che lại cho không ruồi muỗi này kia, để nó thoáng khí, nó ma lành. Nhiếm nghĩ vậy nghe. À, không biết trình độ chuyên môn như thế nào, Nhiếm sẽ hỏi lại lính với Nhiếm sao băng dữ vậy. Thì hôm nay là Nhiếm đến quay cận cảnh như thế này nhà mình biết chưa, để Nhiếm biết được cái tiến độ cái chân của bác trị như thế nào. Và tại vì có chị Trâm ở Mỹ á, chị Trâm có ủng hộ tiền thuốc cho bác ấy là một tháng tiền thuốc đó. Thì mình đến mình coi để mình biết, mình coi cái thuốc có hợp lý rồi này kia không, hay là mình phải thay đổi hay cải thiện thế nào. Thì nếu mà so sánh với cái ngày đầu Nhiếm tới khi mà cái chân chưa có được băng á, thì Nhiếm thấy là nó đỡ tầm khoảng 40%. Tại vì lúc đó thì phần là nó sưng, phần là nó bị lòi gân, lòi xương ra. Còn bây giờ thì nó không có sưng mà nó không có lòi gân, lòi xương. Chỉ là cái thịt đỏ của nó nhìn thấy ghê quá. Thì Nhiếm nghĩ là khi thịt đỏ nó lòi ra đủ rồi đó, nó mọc da non rồi này kia thì ổn.
Theo lính của Nhiếm nói là cái này là trị trong vòng 3 tháng thì bác ấy sẽ gọi là cải thiện, là nó quay trở lại giống như là mình chỉ bị những cái vết phỏng bình thường đó, những lớp phỏng ngoài da đó, là sau 3 tháng là có thể giống như những lớp phỏng ngoài da chứ không có còn ăn thịt thăn này nữa. Thì hiện tại Nhiếm thấy tình hình này chắc cũng có khả năng là khoảng 1 tháng 2 tháng nữa thì nó sẽ đầy thịt chỗ này. Bây giờ Nhiếm sẽ cho nhà mình bây giờ Nhiếm sẽ cho nhà mình coi cận cảnh cái số tiền mà trị cho cái bác này trong vòng 1 tuần này nhà mình. Đó, trong vòng 1 tuần. Riêng cái đầu tiên đây là 2 tuần, xài 2 tuần như nhà mình là 30.000. Tại vì cái này là mình mua một lố vậy chứ người ta không có bán lẻ, tại vì nó là một cặp. Nó một cặp mình mua, mình mua hai phần cho nên là nó 30.000, nhưng mà tính thành một tuần thì nó chỉ còn 15.000 thôi. Vậy thì bây giờ mình cộng nguyên cái danh sách như thế này để mình biết là một tuần thì bác ấy hiện tại đang trị bao nhiêu hen. Này 30 nè, 38, 45 năm, 47 năm, 51 năm, 55 năm, 56 năm, 15 năm ý 1 năm là 57, 57. Cái này 300. Bỏ 300 vào bên đi. 57 cộng 20 là 77. 77 với 3.500 là 80.500, cộng 300 này là 80.800. 80.800 mà cái đầu tiên này là mình trị 2 lần. Cái này là 2 tuần. 2 tuần thì mình trừ ra 15.000. Đó thì nó còn lại là 65.800. Đó là con số mà Nhiếm báo với chị Tâm Phạm đó. À, đây là cái phiếu là một tuần như nhà mình à, thì cái này là Nhiếm chuyển khoản cho cái tiền thuốc này cho bên lính của Nhiếm, nó sẽ mua đó. Còn cái phần mà bông băng đồ này kia là nhà mình cứ yên tâm, Nhiếm hỗ trợ riêng. Nhiếm lãnh lương YouTube tháng này lời to. Tháng này Nhiếm nhận tới 1.000 Obama lận, nên là Nhiếm những cái lặt vặt đó thì Nhiếm xử. Còn cái vụ thuốc này Nhiếm sẽ chuyển khoản trực tiếp. How you feel now? It's good, but have you eat food since morning? Have you eat food? What do you have eaten? Huh? Rice and fish. Ah. I'm going to eat apple. You know who pay this medicine for you? You know the name of the person? The person name is Trump. Trump. Yeah, amen. Yeah. Yeah, mình thông cảm đi, người ta nói không có chuẩn. Hàng trăm mấy ông kêu trắp. Amen. Amen. With your husband. Amen. Amen. Yeah. Ôi ơi, xa xa bù bù. Ôi ơi, xa xa. Ôi ơi, xa xa. But he don't go small. He can... Gì vậy con? Để mẹ lại nói chuyện cô giáo. Him know you. Do bring sleep to mommy. I still sleeping though. Yesterday I work on the whole night. You said video. Somebody sent from 20,000. Tell me to buy something for him because him hand, he have problem. Jeez. See. I tell you, Africa call. This yes. One now you not allow for them to sew anyhow. You will. So you, good clothes. You not will just... allow for them to finish their own land work first. Yes. Then you will give them one material and tell them that if you can sew this material
like how I want, you will come out from school. If not, you will continue like this. You know? Yes, this one is... This one now is the same, the one of you saw for the blue one. Yes. But it's not the same design, but the same color. Wow. This one, Missy Rose, the mama of Olga in Vietnam. To send for the teacher of Dudu, you say, gửi tặng cô giáo Dudu. This one now in the night you can hang it and so close. This one very last, the bulb very last. Really? So this is the charger. The charger with solar, but if even the charger no charge, you can charge it with the NEPA. Electricity, okay. If the day charge not enough, then that day no have enough, so you can use NEPA charge time too. Okay. And in the night when you so close, you can on them. Just hang. This is the charging point. You just hang them somewhere. And this one is on. On. Wait. I just read it and it will on. Ooh. The another level. They have many levels, you see. Okay. Hey, please thank her from you. Wow. I said thank you. Thank you. Wow. This is beautiful. See, right for up here so that people will not miss that. You know, it's written in your language. Give Dudu, auntie. That's what I mean. I am the cooker now. It's a man. It's a man of your niece. I want the key. You know, quality of your man here, Nazi. Now I got the key. Can you even see that? Ethical can not buy it. She said that I didn't tell her. I will stay and eat this food that is cooking. So she said that she will stay and eat the food. I tell her if you stay and eat the food, that means you will not go again. You know? Hey, wow, did you see it getting them? Wow, this one is good for skirts. Oh, and see the skirt fit auntie, because you go to think now, I go to think. I like it. Wow. No, office wear. I be banker. Yes, it's office wear, Do hôm bữa mình gửi hàng nó có một số đồ mặt kiến với lại là tương trao nước mắm rồi nó dễ vỡ đó. Thành ra là mình rút quần áo giải dốc rồi mình nhét cho nó chêm vô cho nó không có bị giằng sóc á. Thì chỉ còn một cái bịch đồ của chị của cô Tươi với của hai cái bao của chị Hoa Hồng hôm bữa là nó còn nguyên kiện thôi. Cho nên là Nhiếm không còn phân biệt được là cái đồ của ai với của ai nữa. Thì Nhiếm thử hết và cái nào mà nó vừa vô cái người em á thì em để em mặc. Còn cái nào mà nó vừa với những cái người khác thì em tặng lại cho người ta. Như cô giáo nè, cô giáo dạy học thì rất là cần những cái váy như thế này. Nhiếm tặng cho cô giáo cái váy này, bà mừng quá luôn. Cái váy này rất là chất lượng, từ đường kim mũi chỉ cho tới giải dốc đồ này kia. Thì Nhiếm mong là khán giả nhà mình thông cảm. Đừng nghĩ là tôi chăm chút tôi gửi cho nó mặc mà nó lại cho người khác. Hay là tôi gửi cho người châu Phi mà nó lấy nó mặc hết. Thành ra là cũng hơi khó cho Nhiếm á. Chỉ là cái nào mà Nhiếm mặc thì Nhiếm mặc rồi. Mình cảm thấy mà người nào hợp mà người ta xin mình thì mình cũng cho luôn. Em là cái ăn là em buồn xỉn. Chứ mà cái mặc thì em rất là rộng rãi. Thank God it didn't enter you. At least it will enter you. Thứ gì hả? Thứ gì? Bạn bè gì? Cái này bè nhiều chứ mà lại. Wow. You see? How come they know that these are my sizes? Okay, now. No, because they sent for me. They sent for me, but because I tell them, in this country, not only you is my friend. I know half friend. And you have done many things for me. So I don't know what I will give you. I mean it now because you don't feel like that, but me, I feel. Okay, this is the back. Firstly, because he enter me, no, with your side. He's going to see you tomorrow, not recognizing you. Yeah. You cố gắng ăn mấy bữa nay ăn dữ lắm mà nó không mập nổi. You see, ba? This cat now, somebody give me say that this cat is very quality and she wants to see me wear it. But I tell you, the person wanted to wear it. But the no first and no enter me. The second is that, and it has you. Good design. Yeah, I'll look for the color of top. She didn't go inside that table. Carry for mommy three tab. Them sent from Vietnam. That tab, that one, mommy, you to make sure you. Go and bring it, aren't you? Babe, my husband. This thing you gave me, that thing that looks like cucumber. Wow, okay. Thank you. We want the vegetable.
I think it's with you. Very, very sweet. I prepared it the way you asked me to. I fried it with egg. Yes. And together with, okay, that small one, one that is small, I ate that one raw. I didn't fry that. I just eat that one like that. I washed it, eat it like that. Like cucumber. No! Next time, cucumber. Even you just do hot water, you just boil them small. Okay. But isn't this with you? But I enjoyed it. I enjoyed this one that I fried with egg. Then with onions. Yeah. A little salt within them. I be Nick Ma. Because he's there. I need more. Dodo. Go and carry knife. Hey, if you see, eh? To call for auntie one. Let's see. Let's go. This one. Eh? Mm. And this one is another type. Cái này là bí đao nhà nhím nè. Bí đao, còn này là bầu. Yes, it's true because if you look at this one, the hair in this one is not as much as the hair. And in the this color, that's one different. Too, yeah. You cut them from here, right? Okay. When this I'm going to cook it now because we are preparing rice now. I tell you, very sweet. I'm going to cook it now. When this one rise now. I will give you the seed. When you will see how the thing sweet. No, not like that. Okay. Này nhím cho cô giáo một cái mướp để về làm cái bù nhồi. Really? And be careful, my guy, the egg under your leg. It's okay. Really? How do I eat it? Okay. I'll peel off this thing. You will remove this one. Okay. You cut the nyas here. Yeah. You cut the heat here. Mm-hmm. You heat them, let the seed come out. Okay. And this seed now you can plant. You can plant, you can it plant too so that you get your own. And is when, there another and, thing? And when it's young, we will eat it as eat vegetable, it. Just okay. Like this one. Okay, is that one you gave me the other yeah, day? Yeah, yeah. You can cook the same way of this one. Okay. That's why I give you. Double this, purpose. If you want work play, you can call sauce up. But if you want sour and I like it, you will carry. It turns strong very well for sour. Are you serious? This one is nature. Everything is in nature. I'm telling you. Everything is in nature. It's all about what you want. Very good. Keep it up, eh? Keep it up. You're doing good. Yes, I like it. Your children are industrious. What's that, Bobo? How about one also? Do when you can carry it, sister. Carry it. You are mad. Him no want to go him house. Now that back him gone. What is he looking for there? I know. Which one lay, see. That is there. See, and you have done already. Đây là trái bắp nhím trồng. Cái bắp đực, you know, this is the first kind of my bắp. Don't worry, you're not black. You're not black. Đây là bắp của nhà nhím. Đây là bắp của nhím trồng. Nó nhỏ nhưng mà nó đầy cái hộp luôn hen. Tại vì nhím lấy cái phấn á, nhím thụ phấn nhân tạo cho nó. Thì đây là trái bắp đầu tiên mùa này của nhà nhím luôn, tại vì ngoài rẫy cũng chưa có, chỉ có cái bắp nhím trồng ở trong chậu là có thôi. Nó rất là ngọt, nhà mình kiểu mình bẻ xuống nướng liền rồi nó đã. Then they bring for me one card in the car with the with pen. Thì hồi nãy nhím vừa đi ở nhà dãy về đó, thì có cô sư sen trắng nhím nghĩ là một ni, thì sư nhắn tin cho nhím, sư nói là sư muốn giúp dễ một phần nào đó về cái vấn đề tiền học, tiền bánh đầu đồ này kia. Ông cả ông nha luôn mà. Thì sư gửi cho nhím 2 triệu để nhím mua nguyên liệu làm bánh đậu cho chị ấy. Sau khi xin ý kiến và bàn bạc với Mạnh Thùng Quân thì phía chị Tiên Dương ủng hộ cho chị ấy 4 triệu. Còn cô sư Sen Trắng thì ủng hộ cho chị ấy 2 triệu là nó vừa triến vô cái phần tiền học của con chị ấy, rồi trả nợ cho cái bà chủ bán nguyên liệu với mua thêm một bao bột rồi cọ đồ này kia, là nó vừa triến luôn. Thì ngày thứ ba khi mà chợ mở cửa thì nhím với ông Cạp sẽ đi mua và quay phim cận cảnh cho nhà mình xem hen. Hẹn gặp nhà mình ở tập tiếp theo nha.